Thực hiện theo quyết định số 498 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thị trấn Ngang Dừa từ cấp độ 2 vùng vàng lên cấp độ 4 vùng đỏ từ 0 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2021. Thị trấn Ngang Dừa đã kích hoạt lại các chốt chặn nhằm kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan. Theo công an thị trấn Ngang Dừa, qua công tác kiểm soát ở các chốt chặn và kiểm tra lưu động, từ ngày 20 tháng 11 đến nay, công an thị trấn đã tham mưu cho chính quyền cung cấp ra quyết định xử phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm phòng chống dịch bệnh COVID-19, như đeo khẩu trang không đúng quy cách, tự ý ra khỏi khu vực phong tỏa. Hiện thị trấn Ngang Dừa có 4 tổ chốt chặn tại các địa bàn giáp ranh với các xã trong khu vực để kiểm soát chặt người qua lại giữa vùng đỏ với vùng ngoài và 6 tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên toàn địa bàn.